Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, hôm qua mùng 8 tháng 10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2024. Đồng chí Giang Bá Mỉ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, dự, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh, đại diện một số ban xây dựng đảng tỉnh. Quý 3 năm 2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Các mặt công tác được triển khai toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng lên. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng đảng bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của các cấp ủy về xây dựng chỉnh đốn đảng, về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ quân khu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2025-2030 cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các cấp. Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030. Để lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nghị quyết năm 2024 đã đề ra, đồng chí Giang Bá Mỉ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, đề nghị cần tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ năm 2024 đã đề ra. Tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại trong năm. Trọng tâm là thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị, kịp thời tham mưu, xử trí tốt các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Chiều ngày 8 tháng 10, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2024, chủ trì hội nghị họp ban tổ chức. Hội nghị thông qua báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung trong kế hoạch tổ chức hội nghị, các khó khăn vướng mắc cần tập trung chỉ đạo. Tại hội nghị, các đồng chí thành viên ban tổ chức đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các nội dung như video phóng sự giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của tỉnh và một số dự án trọng điểm cần thu hút đầu tư về du lịch, thương mại vào địa bàn tỉnh Lai Châu. Tiến độ thực hiện các nội dung trong kế hoạch. Theo đó, kết cấu, bố cục của video thực hiện theo hướng khái quát về Lai Châu, đánh giá định hướng của tỉnh về phát triển, kết quả thực hiện các lĩnh vực, quy hoạch của tỉnh, các lĩnh vực thu hút đầu tư cụ thể, dư địa, cơ chế chính sách. Về tiến độ thực hiện các nội dung đến thời điểm này, cơ bản đã thực hiện. Còn một số nội dung như kịch bản chi tiết, danh mục dự án thu hút đầu tư tại hội nghị, công tác đón tiếp khách, công tác trang trí khánh tiết, công tác truyền thông đang thực hiện đạt 80%. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức, yêu cầu các sở ngành là thành viên ban tổ chức ra soát lại một số nội dung thông tin danh mục dự án đầu tư, dự kiến quy mô, hoàn thiện xong trong ngày 9 tháng 10. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ các nội dung còn lại của hội nghị. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị bồi dưỡng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Tại buổi bồi dưỡng, các đồng chí được cập nhật các nội dung về quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn thực hiện công tác khám sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ quân sự, thống nhất hướng dẫn một số điểm chính của các bước trong quy trình tuyển quân, quy rõ trách nhiệm của từng ngành, từng thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, công tác đăng ký, phúc tra, xét duyệt nguồn tuyển quân, công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công tác xét duyệt chính trị, trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. Thông qua lớp bồi dưỡng, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cho cán bộ, cơ quan, đơn vị là hoạt động thiết thực, giúp nâng cao về nhận thức, trình độ chuyên môn cho đội ngũ chuyên trách, nắm chắc quy trình thực hiện, trình tự thủ tục, tiến hành xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo đúng quy định của luật nghĩa vụ quân sự. Qua đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao.
Thưa quý vị, thưa các bạn, bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, thời gian qua, huyện đoàn Phong Thổ đã tích cực triển khai nhân rộng các công trình, đường điện thắp sáng vùng cao tại các bản còn nhiều khó khăn ở khu vực vùng cao, khu vực biên giới, góp phần gìn giữ an ninh trật tự ở các khu dân cư, tạo điều kiện để bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hang É là bản đầu tiên của xã Pa Vây Sử được huyện đoàn lựa chọn triển khai thực hiện công trình đường điện thắp sáng vùng cao. Trước đây, do địa hình phức tạp, việc đi lại của người dân cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự của bản vào ban đêm gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vào mùa đông. Do đó, khi công trình đường điện thắp sáng vùng cao được huyện đoàn triển khai thực hiện tại bản, người dân rất phấn khởi. Công trình này sẽ phục vụ chiếu sáng đi lại vào ban đêm cho 90 hộ dân với 558 khẩu, đồng thời giúp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong bản được thực hiện dễ dàng hơn. Bây giờ là bản thì cũng được có cái đèn năng lượng mặt trời này. Một số bà con, ví dụ như là trẻ em và người già đi thuận tiện, an toàn hơn. Và một cái nữa là chống trộm, mất mát nhiều cái như trước đây không có thì cũng rất là... An ninh trật tự cũng rất là phức tạp, bây giờ thì có rất là thuận tiện cho bà con, bà con của bà cũng rất là vui. Qua nguồn hỗ trợ của hai đơn vị, báo Vietnamnet và cộng đồng người chơi Liên Quân Mobile, giữa tháng 9 vừa qua, hai công trình đường điện thắp sáng vùng cao được khởi công tại hai xã, Tung Qua Lìn và Pa Vây Sử. Mỗi công trình được báo Vietnamnet và cộng đồng người chơi Liên Quân Mobile hỗ trợ 50 bóng điện năng lượng mặt trời, 50 cột đèn, 50 cờ tổ quốc được lắp đặt tại các tuyến đường nội bản dài 4 km. Để công trình sớm hoàn thành và đi vào sử dụng, phục vụ cho nhu cầu của người dân, đoàn thanh niên hai xã đã huy động hàng trăm đoàn viên thanh niên đóng góp ngày công để thực hiện mô hình. Để thực hiện cái chương trình đường điện thắp sáng cho bà con nhân dân tại bản Hang É thì theo sự chỉ đạo của huyện đoàn Phong Thổ và đảng ủy xã Pa Vây Sử, ban chấp hành đoàn xã Pa Vây Sử đã tổ chức huy động các đoàn viên thanh niên để đào hố và cũng đồng thời cũng phối hợp với lại bà con nhân dân trong bản để thực hiện đào hố và lắp ráp cái đường điện này và cũng thực hiện nhanh chóng là trong vòng một ngày là đã hoàn thiện tất cả các cái cột điện là tổng là 50 cột. Thực hiện trong vòng một ngày là đã thực hiện xong và để góp phần cho phát sáng cho đường quê thì chúng tôi sẽ tuyên truyền cho nhân dân và bà con nhân dân bạn Hang É tích cực bảo vệ cái đường điện tại bản Hang É. Chương trình thắp sáng vùng cao là cái chương trình trọng điểm của báo Vietnamnet trong năm 2024. Cái chương trình này có cái mục đích là sẽ hỗ trợ các cái người dân ở các bản vùng cao cái hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Thì cái mục tiêu của báo Vietnamnet khi tổ chức chương trình này đó chính là ở những cái địa bàn xa xôi biên giới thì điều kiện bà con khó khăn, giao thông đi lại về đêm thì thuận lợi hơn, và đặc biệt là khi có cái hệ thống năng lượng mặt trời thì các cái lực lượng đảm bảo trật tự ở cơ sở ấy thì họ cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc triển khai cái nhiệm vụ của mình. Đối với lại công trình xây dựng các công trình thắp sáng thôn bản cũng như là các chương trình thắp sáng vùng biên thì huyện đoàn đã triển khai đến các cơ sở đoàn, các xã thị trấn. Và trong khoảng thời gian từ tháng 8 của năm 2023 cho đến nay thì huyện đoàn cũng như là phối hợp huy động các tổ chức cá nhân, nhà từ thiện cũng như là huy động sự đóng góp của bà con nhân dân các thôn bản thì cũng đã thực hiện được 16 công trình đường điện thắp sáng thôn bản cũng như là thắp sáng vùng biên. Với những cái công trình này thì mong muốn góp sức trẻ và cái tinh thần nhiệt huyết đối với lại công tác xây dựng nông thôn mới tại địa bàn của các xã thị trấn cũng như là địa bàn huyện. Và trong thời gian tới thì huyện đoàn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện để kêu gọi các nhà từ thiện, nhà các cái tổ chức cá nhân cũng như là sự đóng góp của từ bà con nhân dân để lan rộng hơn nữa các cái công trình đường điện để phục vụ chính cái cuộc sống của bà con. Ánh điện sáng từ những công trình thanh niên thắp sáng đường quê của tuổi trẻ Phong Thổ đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần làm đẹp đường làng ngõ xóm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, khẳng định vai trò của đoàn thanh niên trong việc đảm nhận những việc mới, việc khó, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới của địa phương. Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho gần 9.000 lao động, bằng 99% kế hoạch, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.
trong đó có 453 lao động đi làm việc ở nước ngoài, vượt gần 2% lần kế hoạch năm, tăng 78,3 so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy tỉnh Lai Châu đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, tạo nguồn thu nhập, làm giàu cho người lao động, góp phần giảm nghèo bền vững. Qua đó khai thác tối đa tiềm năng lợi thế và phát huy sức mạnh nguồn lực lao động vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Hiện nay, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản của huyện Mường Tè đạt trên 70 ha, tập trung chủ yếu ở thị trấn và các xã Bum Nưa, Vàng San, Can Hồ, Mường Tè, với các loại cá được nuôi chủ yếu như chấm, chép, trôi và rô phi đơn tính. Tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt trong 9 tháng của huyện đạt 116 tấn, đạt 89,2% kế hoạch. Để đảm bảo cho nguồn thủy sản phát triển ổn định, Mường Tè đã vận động bà con tiếp tục thả các loại cá chất lượng, đồng thời đầu tư xây dựng ao nuôi, đảm bảo tốt công tác phòng bệnh. Cùng với đó, quan tâm hỗ trợ để nhân dân mở rộng diện tích nuôi cá lồng trên vùng lòng hồ tại xã Can Hồ, xã Mường Tè và thị trấn nhằm đảm bảo cung cấp nguồn lợi thủy sản, phục vụ nhu cầu thực phẩm của nhân dân trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn thành phố Lai Châu có gần 130 câu lạc bộ thể thao, gần 5.000 gia đình tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên với 110 sân tập các loại như bóng đá cỏ nhân tạo, bóng chuyền, tennis, pickleball, bể bơi. Để phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn phát triển theo hướng bền vững, thành phố quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế thể thao, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu tập luyện, tăng cường hoạt động giao lưu thể thao giữa các cơ quan đơn vị. Hàng năm, thành phố tổ chức và phối hợp tổ chức các giải thể thao phù hợp với nhu cầu tập luyện của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, chú trọng giáo dục thể chất và phong trào thể thao trong trường học. Những năm qua, công tác giáo dục cải tạo phạm nhân tại trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu luôn được đổi mới bằng nhiều hình thức thiết thực, giúp cho phạm nhân nỗ lực phấn đấu hoàn lương sau khi chấp hành xong án phạt tù. Hiện trại tạm giam Công an tỉnh đang thực hiện tốt công việc quản lý giáo dục, cải tạo phạm nhân. Hạnh phúc lớn nhất với mỗi cán bộ chiến sĩ tại trại tạm giam Công an tỉnh chính là được thấy phạm nhân cải tạo tốt, thức tỉnh được lương tri, là động lực để những con người từng một thời lầm lỗi thấy được trách nhiệm của bản thân trong lao động, học tập, cải tạo để sớm tái hòa nhập cộng đồng. Công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân được trại tạm giam Công an tỉnh thực hiện tốt. 100% phạm nhân chấp hành đầy đủ nội quy cơ sở giam giữ, được bảo đảm các chế độ chính sách theo quy định, được bố trí tổ chức lao động, vệ sinh, hướng nghiệp, dạy nghề, thực hiện nếp sống văn hóa, phong trào thể dục thể thao theo quy định. Hàng năm, vào các ngày lễ Tết, các sự kiện chính trị trọng đại, trại tạm giam Công an tỉnh đều phát động phong trào thi đua nhằm khuyến khích người chấp hành án thi đua học tập, lao động và cải tạo. Đa số phạm nhân yên tâm tư tưởng, tích cực học tập, phấn đấu lao động cải tạo để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Hôm nay tôi được dự lễ công bố đặc xá thì bản thân tôi cũng có một cái động lực để noi gương, bản thân tôi sẽ cố gắng phấn đấu để chấp hành tốt nội quy quy định của trại tạm giam và cố gắng chấp hành tốt 6 tiêu chuẩn thi đua án phạt tù để sớm trở về với xã hội, với cộng đồng. Là một trong 5 người được đặc xá trong đợt vừa qua, anh Nguyễn Văn Chiến ở phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu đã thể hiện sự vui mừng và cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước đã có chính sách khoan hồng đối với các phạm nhân chấp hành hình phạt tù có ý thức cải tạo tốt. Đồng thời cảm ơn ban giám thị, cán bộ chiến sĩ trại tạm giam đã giáo dục cải tạo những người phạm tội, nhận rõ được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, tích cực lao động cải tạo để có cơ hội đặc xá, sớm trở về với gia đình và xã hội. Quá trình chấp hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu này thì tôi đã được sự giáo dục và cải tạo tận tình của các cán bộ và đặc biệt là sự quan tâm hết mực của ban giám thị cũng như ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu ạ. Nên tôi đã nhận rõ tội lỗi của mình và ăn năn hối cải, chấp hành tốt nội quy của trại, luôn cải tạo tốt và lao động cũng như học tập. Sau khi được đặc xá này thì tôi hứa sẽ tuân thủ chính sách, đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cũng như phấn đấu rèn luyện bản thân để trở thành người công dân tốt cho gia đình và xã hội. Hiện nay, trại tạm giam Công an tỉnh đang quản lý giam giữ trên 200 đối tượng với những đặc điểm khác nhau về án phạt, tâm sinh lý, hoàn cảnh gia đình, thái độ chấp hành án, đến trình độ văn hóa, phương thức, thủ đoạn phạm tội. Đây cũng là một trong những khó khăn trong quản lý cải tạo phạm nhân. Xác định rõ trách nhiệm, cán bộ là gốc của công việc,
mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn xác định tính chất, nhiệm vụ công việc của mình để chuẩn bị cho mình một tâm thế chủ động, xây dựng bản lĩnh vững vàng, phong cách làm việc bình tĩnh, nhân văn khi tiếp xúc với phạm nhân. Ngoài mối quan hệ giữa cán bộ với phạm nhân, cán bộ chiến sĩ đối với phạm nhân còn phải có cái tâm, cái tình giữa con người với con người. Từ nhận thức đó, mỗi cán bộ chiến sĩ đều có phương pháp giáo dục cảm hóa linh hoạt, hiệu quả để nhằm khơi dậy tính hướng thiện trong mỗi phạm nhân. Năm nay thì chúng tôi cũng đã sắp xếp giải bám cho được 7, và đặc biệt năm nay thì được cái chủ tịch nước là đặc xá thì cũng được 5 phạm nhân. Thì cái đó là cái thứ nhất là cái sự cố gắng của các phạm nhân cải tạo tốt. Cái thứ hai nữa là cái quản lý và hướng dẫn của cán bộ chiến sĩ tại Vang, chúng tôi đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng cũng như công tác là quản lý các phạm nhân, thực hiện tốt các quy định của pháp luật cũng như cơ sở giáo dục, không có phạm nhân nào mà vi phạm ý thức tổ chức kỷ luật, vi phạm quy chế tại giam và phạm tội trong cái thời gian tạm giữ, và đa số phạm nhân là được tạo cá lại thôi, cho nên là được giải án được cả. Giúp phạm nhân nhận thức được sai lầm để sửa sai, trả lại cho gia đình xã hội những công dân lương thiện đã một thời lầm lỡ là một nhiệm vụ khó khăn mà cán bộ chiến sĩ trại tạm giam công an tỉnh đã và đang thực hiện. Thời gian tới, trại tạm giam công an tỉnh Lai Châu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, dạy nghề, thực hiện chế độ chính sách đối với người bị giam giữ theo quy định của pháp luật, theo hướng thiết thực, công khai, minh bạch. Thưa quý vị, năm nay huyện Tam Đường trồng 73 ha mía, nhờ thời tiết thuận lợi nên từ khi trồng đến nay cây mía sinh trưởng tốt và đang ở thời kỳ phát triển thân, gióng. Tuy nhiên, với tình hình thời tiết mưa nắng xen kẽ đã tạo điều kiện cho sâu bệnh hại phát triển, nhất là dẹp trên lá. Trước tình hình đó, huyện Tam Đường đang tích cực chỉ đạo bà con nhân dân làm cỏ, bóc bẹ, vun gốc và phun thuốc phòng trừ dẹp nhằm đảm bảo cho cây mía phát triển. Gia đình anh Phàn A Pặng là hộ gia đình trồng nhiều mía nhất tại bản Tần Phủ Nhiêu, xã Bản Giang, với diện tích trên 6.000 m². Xác định cây mía là cây trồng chính đem lại thu nhập cho gia đình anh trong mấy năm trở lại đây. Do đó, từ khi trồng đến nay, anh luôn quan tâm chăm sóc, làm cỏ, bón phân để mía phát triển. Thời gian qua, do ảnh hưởng của thời tiết mưa nắng xen kẽ, nên sau khi kiểm tra, anh đã phát hiện mía nhà mình có dẹp non trên lá. Để đảm bảo phun phòng trừ kịp thời, anh đang tập trung bóc bẹ lần cuối, vun gốc để tránh mía bị đổ do gió, sau đó sẽ tiến hành phun. Nhà tôi hiện đang có khoảng 6.000 m² trồng mía. Hiện tại thì tôi cũng ra xem vườn xong là cũng có nhiều cỏ, xong tôi làm cỏ xong giờ thì cũng thấy có nhiều dẹp thì tôi tập trung rồi tôi làm cỏ xong rồi tôi bắt đầu tôi phun để cho cây mía nó phát triển. Xã Bản Giang là xã có diện tích trồng mía nhiều nhất huyện Tam Đường. Trong 10 năm qua, từ trồng mía bán cây, giúp nhiều hộ dân trên địa bàn xã có thu nhập cao. Theo chính quyền địa phương, trồng mía đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp 3 tới 4 lần so với trồng ngô, trồng lúa. Năm nay, do ảnh hưởng của mưa nhiều, nên các loại côn trùng bò lên thân cây mía, làm một số diện tích mía bị nhiễm dẹp. Do đó, xã đang chỉ đạo bà con nông dân tập trung chăm sóc, bón phân, phát quang bờ, bóc lá mía. Đồng thời theo dõi quá trình phát triển của cây mía để phát hiện sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả. Xã tôi là hiện nay là cái mía thì tổng diện tích theo thống kê là 60 ha. Thì hiện đấy thì bà con cái mía đang trong cái giai đoạn sinh trưởng đã lên giống rồi. Và cũng trong cái thời gian đấy thì do cái thời tiết nó diễn biến phức tạp cho nên một số diện tích cái mía là có cái hiện tượng là có dẹp ăn lá của cây. Trước tình hình đấy thì chúng tôi đã phối hợp cùng với trung tâm dịch vụ của nông nghiệp huyện đã tuyên truyền khuyến cáo bà con là mua thuốc phun để tiêu diệt cái dẹp hại lá của cây mía. Năm nay huyện Tam Đường trồng được 73 ha mía, đạt 100% kế hoạch, tập trung chủ yếu ở xã Bản Giang và Hồ Thầu. Từ khi trồng, nhờ thời tiết thuận lợi nên toàn bộ diện tích mía sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện mía đang trong giai đoạn phát triển thân gióng. Thời gian tới, người dân tích cực thực hiện các biện pháp chăm sóc như làm cỏ, bón phân, vun gốc để cây mía có thêm nguồn sinh sưởng phát triển. Do ảnh hưởng của mưa nhiều nên trên địa bàn huyện đã có trên 5 ha mía xuất hiện dẹp trên lá và bệnh bọ trĩ. Trước tình hình đó, huyện Tam Đường đang tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn và người dân quan tâm chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây mía. Tình hình sâu bệnh gây hại trên cây mía thì đối tượng chính vẫn là cây dẹp. Dẹp thì nó gây hại
trích hút các cái lá, làm cho cái lá đối với các, nếu mà cây hại rộng, diện rộng thì làm cho cái cây sẽ còi cọc và sinh trưởng phát triển kém. Thì cái tình hình đấy thì cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo người dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện kịp thời cái dẹp gây hại và vệ sinh đồng ruộng, đặc biệt là thường xuyên tỉa các cái bẹ lá già, lá bị bệnh. Đồng thời khi mà đối với những cái diện tích ruộng mía mà bị dẹp gây hại nặng thì chủ động mua thuốc bảo vệ vật, các cái thuốc đặc trị như đặc trị dày dẹp để phòng trị, để hạn chế cái dẹp phát sinh gây hại trên diện rộng của bà con. Để cây mía sinh trưởng và phát triển tốt, các cơ quan chuyên môn tại huyện Tam Đường khuyến cáo người dân cần phải tích cực thăm đồng, chăm sóc, làm cỏ và nhất là phòng trừ dẹp hại mía trong giai đoạn này. Việc chủ động trong sản xuất, hạn chế được các loại sâu bệnh. Bản tin khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.